Thầy chào các em. Hôm nay thầy lại tiếp tục gặp các em trong cái nội dung dạy về cái chương trình học kỳ 2 môn vật lý lớp 12. Thì ở chủ đề trước thầy đã giới thiệu cho các em về cái phản ứng hạt nhân. Thì trong khi nói về hạt nhân thì các em quan tâm cho thầy là cấu tạo của hạt nhân là gồm có hai loại hạt, đó là proton mang điện dương và neutron không mang điện. Khi mà tạo thành một các hạt nhân từ các nucleon riêng rẽ thì các em đã biết là tổng khối lượng của các nucleon riêng rẽ sẽ lớn hơn khối lượng hạt nhân tạo thành. Và vì vậy nó sẽ xuất hiện độ hụt khối. Cái độ hụt khối này chuyển hóa thành năng lượng liên kết của các hạt nhân. Và cái năng lượng liên kết này xảy ra trong cái bán kính hạt nhân cỡ 10^-15 mét. Và nội dung tiếp theo là thầy đã giới thiệu cho các em cái phần tương tác giữa các hạt nhân để biến đổi thành các hạt nhân mới. Và ta phân chia ra là hạt nhân nó có hai loại phản ứng. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái loại phản ứng hạt nhân mà không bền, tự động phân rã biến đổi thành hạt nhân khác, ta gọi là hiện tượng phóng xạ. Thầy mời các em qua chủ đề số 9, chủ đề phóng xạ. Nội dung của bài học ngày hôm nay thì gồm có 4 phần. Phần đầu tiên đó là hiện tượng phóng xạ. Phần thứ hai đó là định luật phóng xạ. Phần thứ ba là các ứng dụng của đồng vị phóng xạ. Và phần thứ tư đó là vận dụng. Mời các em vào phần đầu tiên, đó là hiện tượng phóng xạ. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ là quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền. Quá trình này có thể là tự nhiên hoặc là do phản ứng nhân tạo. Phản ứng của hạt nhân X không bền tự động tạo thành hạt nhân Y và phát ra các cái tia phóng xạ. Thì cái tia này có thể là hạt nhân hoặc là các bức xạ điện từ. Hạt nhân X ta gọi là hạt nhân mẹ và Y ta gọi là hạt nhân con. Còn sản phẩm ta gọi là các hạt nhân hoặc là bức xạ điện từ, gọi tắt là tia phóng xạ. Về đặc tính thì trong cái hiện tượng phóng xạ có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân có tính tự phát và không điều khiển được, là một quá trình diễn ra một cách ngẫu nhiên mà con người không can thiệp được. Về phân loại hiện tượng phóng xạ thì người ta khảo sát các hiện tượng phóng xạ và người ta thấy rằng người ta phân ra làm 3 loại. Đó là phóng xạ alpha, phóng xạ beta và phóng xạ tia gamma. Trong phóng xạ beta thì ta phân ra làm 2 loại. Đó là phóng xạ ra beta cộng và phóng xạ ra beta trừ. Đầu tiên thầy giới thiệu về phóng xạ ra tia alpha. Thì hạt nhân X ký hiệu là ZA, phóng xạ alpha biến đổi thành hạt nhân Y. Thì lúc đó hạt nhân Y gọi là hạt nhân con, có Z trừ 2 và số khối là A trừ 4. Trong phóng xạ beta cộng thì hạt nhân XZA phóng xạ ra beta cộng là cộng 1 0, thì tạo ra hạt nhân Y có điện tích là Z trừ 1 và số khối là A. Trong phóng xạ beta trừ thì hạt nhân X ZA phóng xạ beta trừ nghĩa là trừ 1 0 thì tạo ra hạt nhân con là Y có điện tích là Z cộng 1 và số khối là A. Phản ứng phóng xạ đối với tia alpha ta có thể viết như ở trong biểu thức ở đây. Hạt nhân X khi phóng xạ tia alpha thì tạo ra hạt nhân con, đó là Y có điện tích là Z trừ 2 và số khối là A trừ 4. Và tia alpha còn gọi là hạt nhân Heli 24. Đối với phóng xạ beta cộng thì hạt nhân X ZA sau khi phóng xạ ra hạt nhân Y có điện tích là Z trừ 1 và số khối A.
Thì ở đây cái hạt beta cộng á, chính là hạt có điện tích là cộng 1 và số nucleon của nó là 0. Và lưu ý là beta cộng không phải là hạt nhân. Và hạt neutrino này là một hạt có khối lượng rất nhỏ, chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Và trong phóng xạ beta trừ thì có hạt nhân X, ZA, sau khi phóng xạ beta trừ thì tạo ra hạt nhân Y có điện tích là Z cộng 1 và số khối là A, cộng với beta trừ là điện tích trừ 1, số khối là 0. Beta trừ này là electron, cũng không phải là hạt nhân. Và trong quá trình này kèm theo đó là phản hạt của neutrino. Thì neutrino là một cái hạt có tính chất, nó là bay đi, nó rất là nhẹ và khối lượng của nó xấp xỉ rất là nhỏ, tiến tới 0. Và nó chuyển động rất nhanh, gần với tốc độ ánh sáng. Rồi, chúng ta hãy tìm hiểu về cái sự thay đổi của hạt nhân con so với hạt nhân mẹ trong cái phóng xạ alpha và phóng xạ beta. Thầy gọi X là hạt nhân mẹ. Thì như vậy trong bảng hệ thống tuần hoàn thì hạt nhân mẹ sẽ ở vị trí Z, thứ tự Z trong bảng hệ thống tuần hoàn. Như vậy trong phóng xạ alpha thì ta thấy rằng hạt nhân con là Y sẽ có điện tích là Z trừ 2. Nó sẽ ứng với vị trí Z trừ 2 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Như vậy, cái vị trí Z trừ 2 này so với vị trí Z thì ta quy ước như thế này. Nếu Z tăng thì ta gọi là tiến. Mà nếu Z nhỏ hơn thì ta gọi là lùi. Như vậy, hạt nhân con Y ta nói lùi 2 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn khi mà phóng xạ alpha. Rồi. Đối với phóng xạ beta cộng, thì trong phóng xạ beta cộng thì ta thấy là hạt nhân con Y có điện tích là Z trừ 1. Như vậy cái vị trí của hạt nhân con Y so với hạt nhân mẹ là lùi 1 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn. Trong phóng xạ beta trừ thì hạt nhân con Y có điện tích là Z cộng 1 lớn hơn điện tích của hạt nhân mẹ là 1. Như vậy ta nói là hạt nhân con Y đã tiến 1 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn. Hay như vậy, cái khái niệm này người ta muốn so sánh để xét về cái sự thay đổi của điện tích của hạt nhân con so với hạt nhân mẹ. Về sóng phóng xạ gamma thì chúng như chúng ta đã biết á, là gamma chính là sóng điện từ. Sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả tia X. Vì là sóng điện từ nên là nó mang cái lượng tính sóng hạt và bản chất của nó là sóng điện từ. Và nó có thể thể hiện tính chất sóng và thể hiện tính chất hạt. Nhưng mà bởi vì tia gamma là cái tia có cái bước sóng rất ngắn, nên là thường tính chất hạt nó thể hiện nổi bật. Và ta gọi cái hạt ánh sáng là photon. Và lưu ý rằng cái gamma này nó có tính đâm xuyên rất mạnh, và đâm xuyên còn tốt hơn cả tia X. Và bước sóng của nó là nhỏ hơn 10 mũ trừ 11 mét, và hiển nhiên là mắt con người không nhìn thấy được. Rồi. Như vậy ta so sánh các cái tia phóng xạ alpha, beta và tia gamma. Đối với tia alpha là hạt nhân heli 24 thì nó được phát ra và chuyển động với tốc độ cỡ 20.000 km/giây, có nghĩa là khoảng 2 x 10 7 m/giây. Và nó đi được vài cm trong không khí và vài micromet trong vật rắn. Còn đây là tia beta, người ta còn gọi là positron. Thì beta cộng và beta trừ người ta gọi là phản hạt. Thì tia beta cộng và tia beta trừ là hai cái tia mà nó có cùng khối lượng, nó có độ lớn điện tích bằng nhau nhưng mà nó trái dấu về điện tích. Khi hai cái hạt này mà gặp nhau thì nó sẽ tự phân hủy và nó phát ra photon. Thì hai cái tia beta cộng và tia beta trừ có một cái đặc điểm chung, đó là nó có tốc độ cỡ xấp xỉ tốc độ ánh sáng trong chân không, nghĩa là nó chuyển động rất nhanh gần với tốc độ ánh sáng. Và nó đi được vài mét trong không khí và vài mm trong kim loại. Đối với tia gamma thì tia gamma là sóng điện từ nên là chuyển động với tốc độ của ánh sáng trong chân không là C nhỏ bằng 3 x 10^8 m/giây đó. Và nó đi được vài mét trong bê tông và vài cm trong chì.
Như vậy là ta thấy là tia gamma có tính đâm xuyên rất tốt. Ta phân loại, ta so sánh các cái tia alpha, beta và gamma theo các cái yếu tố ở bên đây, ví dụ như khả năng ion hóa. Như vậy thì tia alpha nó có hai điện tích dương, còn gamma thì tính đâm xuyên quá tốt nên là khả năng ion hóa của alpha là lớn nhất, rồi tới beta, rồi mới đến gamma. Về khả năng đâm xuyên thì ngược lại với quá trình khả năng ion hóa thì alpha là đâm xuyên kém, rồi tới beta, rồi tới gamma. Gamma là đâm xuyên tốt nhất. Về vận tốc của các tia thì ta xem như là vận tốc xem như là mới bứt ra, thì alpha là khoảng 2 × 10^7 mét trên giây, còn beta là sấp xỉ tốc độ c nhưng mà không có bằng c, là 3 × 10^8, còn gamma này là có tốc độ bằng 3 × 10^8, xem như xét trong môi trường chân không. Rồi cái tia alpha và beta là nó mang điện tích nên là khi bay vào trong điện trường thì nó sẽ bị lệch trong điện trường và từ trường. Như vậy thì alpha và beta sẽ bị lệch vào trong điện trường từ trường, còn gamma thì là sóng điện từ không mang điện tích, vì vậy không bị lệch trong điện trường và từ trường. Chúng ta có thể nhìn qua cái sơ đồ để tóm tắt cái tính đâm xuyên của các tia alpha, beta và gamma. Về điện tích thì ta lưu ý là đây là một cái nguồn phóng xạ. Thông thường nguồn phóng xạ người ta sẽ được đặt trong một cái hộp bằng chì hoặc là những hộp mà có nguyên tử lượng lớn để có khả năng hấp thụ các cái tia phát ra. Và như vậy á, khi mà người ta cho một cái tia này bay qua cái điện trường thì ta lưu ý rằng đây là cái cực dương, đây là cực âm, thì điện trường hướng từ phải qua trái. Ta thấy là những cái hạt nào mà mang điện âm thì sẽ lệch về phía cực dương, những hạt nào mà mang điện dương thì lệch về phía cực âm. Như vậy thì riêng cái gamma là không mang điện, nó vẫn truyền thẳng trong cái điện trường và từ trường. Ta xét về định luật phóng xạ. Đây chính là cái đồ thị mô tả số hạt nhân còn lại của chất phóng xạ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm T. Trên đồ thị chúng ta thấy ở thời điểm T là thời điểm ban đầu thì số hạt nhân của chất phóng xạ có được trong hỗn hợp là N0. Sau một cái khoảng thời gian là T nhỏ bằng T lớn thì ta thấy cái số hạt nhân phóng xạ còn lại trong hợp chất là N0/2. Sau thời gian 2 chu kỳ, ta thấy số hạt nhân còn lại của chất phóng xạ là N0/4. Và tương tự như vậy, 3 chu kỳ là còn lại N0/8 và 4 chu kỳ là còn lại N0/16. Và cái quy luật này được lặp lại cho T nhỏ bằng K lần của T lớn. Như vậy, ta gọi N là cái số hạt nhân của cái chất phóng xạ mà còn lại ở thời điểm T. Thì trong lý thuyết chúng ta chứng minh được rằng cái N này nè là nó bằng N0 nhân E mũ trừ lambda T. Thì trong sách giáo khoa có chứng minh công thức này bằng phương pháp là lấy tích phân. Thì các em có thể tham khảo. Rồi. Trong đó cái N0 này chính là cái số hạt nhân phóng xạ ban đầu. Còn N này là cái số hạt nhân phóng xạ còn lại ở những thời điểm T mà ta đang xét. Và lambda ở đây là hằng số phóng xạ được tính bằng đơn vị phân rã trên giây, nó đặc trưng cho chất phóng xạ. Như vậy mỗi chất phóng xạ sẽ có một hằng số phóng xạ đặc trưng cho chất đó. Như vậy đến một thời điểm T thì cái hạt nhân phóng xạ là hạt nhân mẹ đã biến đổi thành hạt nhân con. Như vậy người ta muốn đếm được cái số hạt nhân phóng xạ đã phân rã để biến đổi thành hạt nhân con. Có phải ta sẽ lấy số hạt nhân ban đầu N0, ta trừ cho số hạt nhân còn lại N. Thì số hạt nhân đã phân rã ta ký hiệu là delta N bằng số hạt nhân ban đầu trừ số hạt nhân còn lại. Như vậy ta có thể thay cái N vào yếu thức đây, đặt N0 làm thừa số chung. Thì ta có delta N là số hạt nhân phóng xạ đã phân rã, nghĩa là đã biến đổi thành hạt nhân con, thì bằng số hạt nhân ban đầu N0 nhân với 1 trừ E mũ trừ lambda T. Trong đó lambda này là hằng số phóng xạ và T này nó chính là cái thời điểm tính từ cái mốc T bằng 0 mà mình xét. Bây giờ thầy có thể lập một cái bảng dựa trên cái đồ thị
của cái quá trình phóng xạ. Đây là thời điểm T bằng 0, nghĩa là thời điểm ban đầu, N là số hạt nhân phóng xạ còn lại. Như vậy ban đầu nó có N0, N0 này được gọi là cái số hạt ban đầu. Delta N này được gọi là số hạt nhân đã phân rã đến thời điểm T. Như vậy ban đầu đang xét là chưa phân rã nên là delta N bằng 0. Ở dưới này là thầy lập tỉ số delta N với N. Như vậy theo đồ thị sau một chu kỳ, số hạt nhân còn lại là N0 chia 2. Thì N0 chia 2 ta có thể viết lại là N0 chia cho 2 mũ 1. Như vậy cái số hạt nhân đã phân rã là ta lấy N0 trừ N0 chia 2 là ra N0 chia 2. Tỷ lệ này là ra bằng 1. Sau 2 chu kỳ chúng ta thấy là số hạt nhân còn lại là N0 chia 4, ứng với 2 mũ 2, 1 chia 2 mũ 2. Như vậy là số hạt nhân đã phân rã là 3N0 chia 4 và tỷ lệ là 3:1. Sau 3 chu kỳ thì ta thấy số hạt nhân còn lại là N0 chia 8, ứng với 2 mũ 3. Như vậy số hạt nhân đã phân rã là 7N0 chia 8, vân vân. Tỷ lệ là 7:1. Sau 4 chu kỳ thì cái số hạt nhân còn lại trong chất phóng xạ là N0 chia 16. Như vậy số hạt nhân đã phân rã là 15N0 chia 16. Rồi tỷ lệ là 15:1. Và tỷ lệ này vân vân, ta có thể sử dụng cho KT. Như vậy theo quy luật ta thấy nếu là T bằng một T lớn thì là N0 chia cho 2 mũ 1. Nếu mà T bằng 2T lớn thì cái số hạt còn lại là N0 chia 2 mũ 2, vân vân. Đến khi thời điểm T đang xét là bằng K lần T lớn thì ta sẽ thấy số hạt còn lại sẽ là N0 chia 2 mũ K. Như vậy đây chính là số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại chưa bị phân rã. Còn cái delta N ở đây chính là cái số hạt nhân phóng xạ mà chưa bị phân rã còn lại trong hỗn hợp. Thì ta lấy N0 trừ N, thì ta lấy N0 trừ N thì nó ra delta N. Như vậy chúng ta có thể đưa ra một cái công thức tính là N bằng N0 chia 2 mũ T nhỏ chia T. Trong đó T nhỏ chia T chính là cái tỷ số K này. Như vậy là 1 phần 2 mũ thì có thể viết lại là 2 mũ trừ T chia T. Thì nếu như trong bài này mà chúng ta biến đổi về toán thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được là hai biểu thức này là tương đương về mặt toán học khi chúng ta sử dụng hàm mũ nha các em. Đó. Về định luật phóng xạ thì chúng ta tìm hiểu về cái đại lượng gọi là chu kỳ bán rã. Ở đây chu kỳ bán rã được ký hiệu là T lớn. Ta thấy sau khoảng thời gian T lớn thì một nửa số hạt nhân của chất phóng xạ hiện có đã bị phân rã đi một nửa. Như vậy ta thấy ở thời điểm T bằng 0 thì số hạt nhân phóng xạ hiện có là N0. Thì sau một T lớn, số hạt nhân này còn lại là N0 chia 2. Ở thời điểm T nó còn lại là N0 chia 2. Thì sau một chu kỳ tiếp theo thì nó bị phân rã một nửa của cái lượng hiện có là N0 chia 4. Như vậy nó còn lại N0 chia 4. Và ta thấy cứ mỗi chu kỳ ta đặt là T lớn thì số hạt nhân còn lại là nó giảm đi một nửa so với cái số hạt nhân hiện có. Như vậy chu kỳ bán rã được định nghĩa là thời gian một nửa số hạt nhân hiện có của chất ấy bị phân rã. Về thực nghiệm thì các nhà khoa học đã làm thực nghiệm và có thể xác định được là các cái chất phóng xạ sau đây sẽ phóng xạ ra loại tia nào và thời gian của cái chu kỳ bán rã là bao nhiêu. Đối với boloni 84212 thì phóng xạ alpha với thời gian là 3 x 10 7 giây. Như vậy là cái tia này sẽ phóng xạ rất là nhanh nếu chúng ta có một cái hợp chất về phóng xạ boloni. Về radon 86220 thì phóng xạ alpha với 55 giây và chì, radon vân vân với các chất còn lại. Ở đây ta lưu ý cái carbon C64. Đây là một cái đồng vị của carbon mà nó rơi vào đồng vị không bền. Và đồng vị này có cái chu kỳ bán rã đó là 5,7 x 10 mũ 3 năm và đây là phóng xạ beta trừ. Tại vì người ta sử dụng cái đồng vị này để người ta phát hiện ra là vì cái thời gian bán rã của nó là rất là lớn. Chu kỳ bán rã càng lớn thì ta có thể hình dung rằng hiện nay một số chất mà có khả năng phóng xạ ra cái carbon 64
thì khi mà nó đã chết, nó phân rã, thì hiện nay nó vẫn còn đang tiếp tục phân rã. Vì nó là một lần phân rã của nó là tới cả ngàn năm. Nên người ta thường quan tâm những cái chất như thế này để người ta có thể từ đó đưa ra những cái ứng dụng để tìm hiểu trong cái nội dung của phóng xạ. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần tiếp theo. Như vậy á, thì ta có thể tìm được cái mối quan hệ giữa chu kỳ bán rã và hằng số phóng xạ. Mối quan hệ này là chu kỳ bằng log Nebel 2 chia lambda. Cái điều này chúng ta có thể dễ dàng tìm được bằng cách là chúng ta so sánh hai cái biểu thức tính cái số hạt n bằng n0 nhân e mũ trừ lambda t và bằng n0 chia cho 2 mũ t nhỏ chia t lớn. Thì khi ta biến đổi giữa hai cái vế phương trình đó, chúng ta cần phải đưa ra một cái hệ số, đó là chu kỳ t bằng log Nebel 2 chia lambda. Và như vậy log Nebel 2 thì sắp xỉ khoảng 6,0693 chia cho lambda. Như vậy cái hằng số chu kỳ và hằng số phóng xạ này được chứng minh thông qua cái phần biến đổi công thức. Ở đây khi mà chúng ta làm các bài toán về phóng xạ, chúng ta cần lưu ý số hạt nhân được tính bằng công thức là lấy số mol nhân với số Avogadro. Rồi, như vậy thì nếu ta có N là số hạt nhân còn lại, ứng với M là khối lượng của hạt nhân phóng xạ còn lại đó, thì ta có các công thức của N nó cũng tỷ lệ thuận với công thức của M. Như vậy là cái công thức hồi nãy là N bằng N0 E mũ trừ lambda T, hoặc là N nhân với 2 mũ trừ lambda T, thì ta thấy N với M này tỷ lệ thuận. Thì như vậy ta có thể thấy rằng ta có cái công thức liên quan giữa khối lượng của chất phóng xạ còn lại đến thời điểm T liên quan với khối lượng của cái chất phóng xạ đó ở thời điểm ban đầu, theo công thức M bằng M0 nhân E mũ trừ lambda T. Và lambda ở đây được gọi là hằng số phóng xạ có đơn vị là 1 phần giây. Và hoặc có thể tiếp cận theo cách thứ hai, đó là M0 nhân với 2 mũ trừ T chia T, hoặc là M0 chia 2 mũ T chia T. Ở đây thầy giới thiệu cho mình về cái khối lượng của các hạt nhân trước và sau phản ứng. Rồi, bây giờ đây là các ứng dụng. Thì trong ứng dụng á, là chúng ta thường dùng cái đồng vị carbon 14. Thì ta biết là cái đồng vị carbon 14 này á, là cái đồng vị mà nó có cái thời gian phân rã là tính trên 1.000 năm. Như vậy á, thì người ta thấy rằng á, là trong cây cối và không khí á, là nó sẽ có cái đồng vị carbon 14. Và khi cây chết đi á, thì cái quá trình phân hủy của cây á, nó sẽ dẫn đến là nó phát ra cái phân rã cái phần carbon 14 trong cây. Rồi, như vậy thì người ta có thể tìm hiểu được những cái mẫu gỗ mà thông qua cái việc đo cái nồng độ carbon 14 có trong cái thân đó, chúng ta có thể so sánh với một cái mẫu gỗ cùng khối lượng và mới vừa được chặt, nghĩa là mới chết, để chúng ta có thể tính được cái độ tuổi của một cái mẫu vật cổ. Thì lưu ý là ngoài cái cách tính này đối với cây cối, thì ta biết rằng là các loài động vật thì người ta cũng là ăn lá cây và ăn thực vật, nên là trong cái xương của các loài động vật thì cũng đều có cái thành phần carbon 14 này. Vậy thì khi mà người ta thấy được một cái mẫu xương của động vật, người ta cũng dùng phương pháp tương tự để đo cái độ phóng xạ của nó và từ đó tìm ra được cái độ tuổi của cái mẫu xương đó của động vật đó. Rồi, thứ hai là cái phương pháp nguyên tử đánh dấu. Thì phương pháp này ứng dụng rất là rộng rãi trong y học cũng như là trong kỹ thuật. Thì trong y học là người ta có thể nghiên cứu về các cái quá trình thay đổi cái nhu cầu của cơ thể đối với các chất trong cơ thể. Người ta sẽ cho cái chất mà phóng xạ một liều lượng nhỏ đi vào trong cơ thể và coi thử là cái mức độ hấp thụ của cơ thể với các cái chất mà được đánh dấu này như thế nào, và coi thử nó di chuyển đến đâu. Và người ta dùng một cái máy để người ta đo được cái độ phóng xạ của nó là nó đang ở cơ quan nào, chỗ nào. Và từ đó người ta có thể phát hiện ra được là cái nhu cầu của cơ thể theo độ tuổi, theo sức khỏe, theo các cái bệnh tật, để người ta tìm ra cái phương pháp điều trị cũng như là hỗ trợ. Rồi ngoài ra thì phương pháp này còn được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực kỹ thuật. Thì chúng ta có thể tìm và phát hiện rò rỉ trên các cái đường ống hoặc là xác định độ hư mòn của các động cơ. Như vậy thì ứng dụng của cái đồng vị phóng xạ có nghĩa là người ta sử dụng một số cái đồng vị
đặc biệt để chúng ta có thể phát hiện ra cái ưu điểm là có thể xác định tuổi hoặc là có thể xác định được cái nhu cầu về sức khỏe và cái nhu cầu của cơ thể đối với các nguyên tố. Rồi, như vậy thì cái qua cái nội dung của cái phần đầu tiên thì chúng ta cần lưu ý về phóng xạ. Thì phóng xạ này là hạt nhân không bền biến đổi thành các cái hạt nhân con và các tia phóng xạ. Thì trong đó thì ta phân ra làm 3 loại, đó là phóng xạ beta, phóng xạ của alpha và phóng xạ gamma. Rồi ta đã so sánh các cái loại tia này và chúng ta rút ra được là cái mối quan hệ giữa cái số hạt và khối lượng của các cái chất phóng xạ sau phản ứng sau một khoảng thời gian T so với cái khối lượng ban đầu. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua phần vận dụng để chúng ta ôn tập lại những cái nội dung vừa rồi. Nội dung đầu tiên là câu số 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ? A. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra. B. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ. C. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác động bên ngoài. Và D. Phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân, hay còn gọi là phản ứng hạt nhân tự phát. Như vậy, ta lưu ý là đề ở câu này là chọn câu không đúng, hay còn gọi là câu sai. Vì để làm câu này thì chúng ta cần nhắc lại về đặc tính của hiện tượng phóng xạ. Thì đặc tính của hiện tượng phóng xạ là có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân. Đây là một quá trình tự phát và không điều khiển được, và nó xảy ra một cách ngẫu nhiên. Như vậy khi mà chúng ta rà soát các câu thì chúng ta thấy ở câu A, hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong của hạt nhân gây ra là đúng, bởi vì nó là ngẫu nhiên rồi diễn ra bên trong của hạt nhân. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ là đúng, và mỗi chất phóng xạ sẽ có một hằng số phóng xạ hoặc là chu kỳ phóng xạ đặc trưng cho chất đó. Ở câu C, nó phụ thuộc vào tác động bên ngoài, như vậy cái này là bị sai bởi vì nó ngẫu nhiên và không điều khiển được. Như vậy câu C là câu sai. Rồi, như vậy câu D này là một câu đúng và nó là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân. Như vậy ở đây ta chọn câu C. Thầy mời các em qua câu số 2. Ở câu số 2, kết luận nào về bản chất của tia phóng xạ dưới đây là không đúng? Tia alpha, beta, gamma đều có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau. B. Tia alpha là dòng các hạt nhân nguyên tử heli 24. C. Tia beta cộng là dòng các hạt bôzi trong. Và D. Tia beta trừ là dòng các hạt electron. Như vậy thì ở đây chúng ta cần ôm lại một chút về các loại tia. Chúng ta lưu ý là hạt nhân mẹ là hạt nhân X phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân con, ta đặt là Y. Thì tia phóng xạ nó có thể là hạt nhân, nó cũng có thể là photon ứng với bức xạ. Như vậy thì ta có 3 loại tia phóng xạ, đó là phóng xạ alpha ứng với hạt nhân heli 24, phóng xạ beta cộng hoặc beta trừ và phóng xạ gamma. Như vậy trong trường hợp này ta rà soát lại các câu. Đề yêu cầu là hỏi câu sai. Tia alpha, beta, gamma đều có chung bản chất là sóng điện từ. Cái này là một câu sai. Rõ ràng ta thấy alpha là hạt nhân, beta cộng beta trừ nó chính là bôzi trong và electron, chỉ có gamma là sóng điện từ thôi. Như vậy ở đây câu A là sai nha các em. Rồi, còn các hạt còn lại thì nó chính là cái phần mà thầy đã trình bày, đó là phóng xạ alpha và beta. Thầy mời các em qua câu số 3. Câu số 3, tia beta trừ không có tính chất nào sau đây? A. Mang điện tích âm. B. Có tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng trong chân không. C. Bị lệch về phía bản âm khi xuyên qua tụ điện. Và D. Có tính đâm xuyên mạnh hơn tia alpha. Như vậy, ở câu này ta lưu ý là đề hỏi là không có tính chất nào sau đây. Như vậy ta sẽ thấy nè, đây là phóng xạ beta. Thì trong beta thì ta có là beta cộng và beta trừ. Và ta lưu ý là có hai thông tin để nó chuyển động với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng, đi được vài mét trong không khí và vài milimét trong kim loại. Cái thứ hai nữa là tia beta cộng thì lệch về bản âm, còn tia beta trừ thì lệch về phía bản dương. Đây là so sánh về tính đâm xuyên
Ti beta có thể xuyên qua được giấy mỏng hoặc là bị nhôm cản lại hấp thụ. Như vậy thì trong các câu này thì ta thấy cái câu mà sai ở đây chính là câu C. Lý do là beta trừ là nó mang điện âm thì nó sẽ bị lệch về bảng dương của tụ điện. Do đó câu C là một câu sai. Thầy mời các em qua câu số 4. Câu số 4, điều nào sau đây không phải là tính chất của tia gamma? A là gây nguy hại cho con người, B là có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng trong chân không, C là bị lệch trong điện trường hoặc từ trường, và D là có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia X. Như vậy, để làm được câu này thì chúng ta cần phải xem lại một lần nữa về cái phóng xạ gamma, về tính đâm xuyên của các tia và sự lệch của các tia trong điện trường, từ trường. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng á, tia gamma có tính đâm xuyên rất mạnh và chắc chắn là sẽ có tác dụng sinh lý, nên là nó sẽ gây nguy hại cho con người. Đây là câu đúng. Và nó là sóng điện từ nên nó có tốc độ là C trong chân không. Vậy đây cũng là câu đúng. Nó bị lệch trong điện trường từ trường là sai, bởi vì tia gamma nó là sóng điện từ, nó không mang điện tích nên nó không bị lệch trong điện từ từ trường. Do đó câu C ở đây chính là câu sai. Ta chọn câu C. Còn câu D này chính là trong cái nội dung hôm trước thầy đã trình bày, tia gamma có bước sóng ngắn hơn cả tia X, nghĩa là ngắn hơn 10 mũ trừ 11 mét. Thầy xin mời các em qua câu số 5. Câu số 5, cho các tia phóng xạ alpha, beta trừ, beta cộng và gamma, tia nào có bản chất là sóng điện từ? A là tia alpha, B là tia beta cộng, C là tia beta trừ và D là tia gamma. Như vậy, những câu hỏi này giúp cho chúng ta rà soát lại về lý thuyết của các loại tia phóng xạ. Như chúng ta đã biết thì alpha chính là hạt nhân heli 24, beta cộng chính là positron E10, beta trừ chính là electron E-10 và gamma chính là photon ánh sáng có bản chất là sóng điện từ. Vì vậy ta chọn là câu D. Thầy mời các em qua câu số 6. Câu số 6, chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để: A, quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu; B, một nửa số hạt nhân hiện có của chất ấy bị phân rã; C, khối lượng hạt nhân phóng xạ còn lại bằng 50% khối lượng của hỗn hợp; và D, một hạt nhân không bền tự phân rã. Như vậy, chúng ta cần nhắc lại về cái khái niệm chu kỳ bán rã. Như vậy, chu kỳ bán rã là gì các em ha? Chúng ta đã biết là dựa trên đồ thị thì chu kỳ bán rã cho thấy rằng cứ sau khoảng thời gian T này thì một nửa hạt nhân hiện có của một chất phóng xạ sẽ bị giảm đi một nửa. Như vậy, trong các cái câu này thì chúng ta thấy câu B, một nửa số hạt nhân hiện có của chất ấy là bị phân rã. Lưu ý, một nửa số hạt nhân hiện có thì nó cũng có thể liên quan đến khối lượng. Nhưng ở đây, cái đề nó ở đây là khối lượng 50% của cái khối lượng hiện có, chứ không phải là khối lượng hỗn hợp. Nên ở đây câu C là nó bị sai, và câu B là câu đúng, theo đúng định nghĩa của chu kỳ bán rã. Thầy mời các em qua câu số 7. Câu số 7, hạt nhân urani 92238 là nguyên tố phóng xạ alpha và beta trừ, để cho ra sản phẩm cuối cùng là hạt nhân chì 82206. Hỏi sau bao nhiêu lần phóng xạ alpha và bao nhiêu lần phóng xạ beta trừ thì một hạt nhân U 92238 biến thành một hạt nhân chì 82206. A, 6 lần phóng xạ alpha và 8 lần phóng xạ beta trừ. B, 8 lần phóng xạ alpha và 6 lần phóng xạ beta trừ. C, 6 lần phóng xạ alpha và 6 lần phóng xạ beta trừ. Và D, 8 lần phóng xạ alpha và 8 lần phóng xạ beta trừ. Như vậy, ở câu số 7, để chúng ta có thể xác định đúng được cái số hạt nhân alpha và beta được phóng ra thì các em cần phải viết phản ứng hạt nhân. Như vậy, dựa vào căn cứ nào để các em viết phản ứng hạt nhân? Các em dựa vào đề cho urani phóng xạ. Như vậy, urani đánh mũi tên, có nghĩa là urani là hạt nhân mẹ.
mũi tên có nghĩa là tạo ra hạt nhân con và tia phóng xạ. Thì như vậy ở đây người ta muốn tìm số hạt nhân alpha và beta trừ, thì ta có thể đặt x là số hạt nhân alpha và y là số hạt nhân beta trừ. Như vậy khi ta ghi hai cái này xong, ta nhớ cộng thêm cái hạt nhân con. Như vậy phương trình của cái phản ứng hạt nhân đối với hiện tượng phóng xạ này thầy viết như sau: urani 92238 phóng xạ, nghĩa là thầy đánh mũi tên, tạo ra chì thì thầy ghi là bb 838206, tạo ra x hạt heli và y hạt beta trừ. Như vậy tới đây thì chắc chắn rằng chúng ta muốn xác định x và y, các em sẽ dùng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối. Đây chính là cái nội dung ở cái chủ đề trước mà thầy đã dạy cho các em. Như vậy nếu chúng ta sử dụng định luật bảo toàn điện tích thì chúng ta có thể ghi một cách ngắn gọn như sau: 92 sẽ bằng 82 cộng 2 nhân x trừ 1 nhân y. Từ đó ta có thể giải ra được, ta đặt phương trình này là phương trình số 1. Và số khối bảo toàn thì ta có 238 là bằng 206 cộng với 4x và cộng với 0y. Thầy đặt phương trình này là phương trình số 2. Như vậy ta nhìn vào phương trình 2, ta thấy là 0y, nghĩa là ta bỏ đi, thì ta có thể dễ dàng rút được x. Sau khi tính được x là bằng 8, ta thay vào phương trình 1. Như vậy ta dễ dàng tính được y, và y ở đây là bằng 6. Như vậy ta kiểm tra lại, x chính là số hạt heli tạo thành và y chính là cái số hạt của beta trừ tạo thành sau phản ứng. Như vậy ở đây ta chọn câu B. Thầy mời các em qua câu số 8. Câu số 8, tại thời điểm ban đầu người ta có 1,2 gam radon 86222. Radon là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là T lớn. Sau khoảng thời gian T nhỏ bằng 4,8 T lớn, số nguyên tử radon còn lại là bao nhiêu? Chú ý, còn lại nghĩa là cái chất này chưa phân rã. Đề cho 4 phương án. Như vậy chúng ta có thể sử dụng công thức liên quan giữa N là cái số nguyên tử radon còn lại với N0 là số nguyên tử của ban đầu. Như vậy thì ở đây ta cần phải tìm số nguyên tử radon ban đầu theo công thức là N bằng M chia A nhân NA. Ta đã đặt cái ở đây là M0 là khối lượng ban đầu. Như vậy cái số nguyên tử radon ban đầu ta sẽ đặt là N0. Như vậy cái N0 đó nó được tính bằng công thức là lấy số mol nhân với số Avogadro. Số mol sẽ bằng khối lượng chia cho khối lượng mol. Như vậy bước 1 thầy sẽ tính số hạt radon ban đầu, rồi có trong 1,2 gam. Sau đó thầy dùng cái công thức tính số nguyên tử còn lại N theo N0 thì thầy sẽ tính được N. Như vậy đầu tiên thầy tính số hạt radon ban đầu là thầy ký hiệu là N0 bằng số mol nhân số Avogadro, tương ứng với khối lượng ban đầu là M0 chia A là số mol nhân với NA. Thầy thay ở đây là vì A được tính theo đơn vị carbon hay là gam trên mol, nên là M0 phải tính bằng gam. Ta thay M0 là 1,2, A là 222, Avogadro đề cho, đây là hằng số, thì coi như ta tính được số hạt radon ban đầu. Rồi, bây giờ ta sẽ tính số hạt radon còn lại sau 4,8 chu kỳ. Thì ta có thể sử dụng một trong hai công thức N bằng N0 nhân E mũ trừ lambda T, hoặc N bằng N0 chia cho 2 mũ T nhỏ chia T lớn, hoặc là viết theo mũ là N0 nhân 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn. Thì thầy viết cho mình hai cái biểu thức, mình thích dùng biểu thức nào cũng được, không sao hết. Rồi, như vậy ở đây thầy chọn theo cách thứ hai. N0 ta vừa tính, ta thay vào. Ở đây T nhỏ chia T lớn là bằng 4,8. Như vậy ta viết lại là 2 mũ trừ 4,8. Như vậy ta nhân hai đại lượng này với nhau, ta tính ra được là 1,17 nhân 10 mũ 20. Đây là số hạt radon còn lại sau 4,8 chu kỳ. Cái chữ còn lại có nghĩa là cái số hạt này chưa có bị phân rã. Như vậy ta chọn đáp án là câu C. Thầy mời các em qua câu số 9. Câu số 9,
Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là T lớn sau thời gian T nhỏ bằng 3 T lớn kể từ thời điểm ban đầu, tỷ số giữa số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với số hạt nhân của chất phóng xạ đó còn lại là. Như vậy ở đây lưu ý, số hạt nhân bị phân rã của cái hạt nhân mẹ thì ta gọi là delta N. Số hạt nhân của chất phóng xạ đó còn lại, nghĩa là chưa phân rã, thì cái này ta gọi là N. Như vậy câu hỏi của đề bài là ta đi tìm delta N chia N. Đề cho 4 đáp án. Rồi. Như vậy, để làm được câu này thì chúng ta cần phải tìm số hạt nhân còn lại, tìm số hạt nhân ban đầu, sau đó ta lập tỷ số nha. Số hạt nhân còn lại sau 3 chu kỳ được xác định theo biểu thức N bằng N0 nhân 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn. Ở đây ta có T nhỏ bằng 3 T lớn, thầy rút gọn thì nó ra là N0 nhân 2 mũ trừ 3. Lưu ý cái mũ trừ chính là 1 phần, như vậy chỗ này viết lại là 1 phần 2 mũ 3. Thì 2 mũ 3 chính là 8, nên ta viết là N0 chia 8. Rồi, số hạt nhân bị phân rã có nghĩa là đã biến đổi thành hạt nhân khác. Ta ký hiệu là delta N và nó bằng số hạt nhân ban đầu N0 trừ cho số hạt nhân còn lại. Như vậy nó ra là 7N0 chia 8. Như vậy đề hỏi lấy số hạt nhân phóng xạ bị phân rã thành hạt nhân khác chia cho số hạt nhân phóng xạ còn lại, nghĩa là chưa bị biến đổi, nghĩa là lấy delta N chia N. Như vậy ta lập tỷ số và ta dễ dàng rút ra được là delta N chia N sẽ bằng 7 phần 1, nghĩa là bằng 7. Ta chọn đáp án A. Rồi, xin mời các em qua câu số 10. Câu số 10. Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân, sau 1 năm còn lại 1 phần 3 số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là A N0 chia 6, B N0 chia 16, C N0 chia 9 và D N0 chia 4. Như vậy ở đây chúng ta cần lưu ý cái thời điểm ban đầu T bằng 0 là cái chất này có N0 hạt nhân. Như vậy sau 1 năm thì ta gọi đây là thời điểm T1. Sau 1 năm nữa thì ta gọi là T2 bằng 2 năm. Vậy thì ta sẽ viết ra công thức N trong các trường hợp và sau đó ta sẽ tìm ra được cái câu hỏi của đề. Bây giờ thầy sẽ phân tích từ từ giả thiết của mình. Đầu tiên là thầy xét 1 năm ứng với thời điểm là T1 so với thời điểm ban đầu là N0. Như vậy ta có thể dùng công thức là số hạt nhân còn lại là N1 sẽ được xác định bằng công thức N0 nhân 2 mũ trừ T1 chia T. Như vậy ở đây đề cho nó bằng 1 phần 3 số hạt nhân ban đầu nên thầy ghi là N0 chia 3. Như vậy ở đây thầy có thể rút ra được, rút N0 đi, thầy suy ra 2 mũ trừ T1 chia T là bằng 1 phần 3. Ta có thể tìm T1 theo T, nhưng mà thầy nghĩ là tới đây mình có thể dừng lại. Rồi, sau 1 năm nữa, có nghĩa là đây là thời điểm T2 bằng 2 năm so với thời điểm T bằng 0. Thì số hạt nhân còn lại ta đặt là N lớn 2, cũng được xác định bằng công thức tương tự. Trong công thức này, thời điểm này là T2, T2 lúc này thay bằng 2 năm. Như vậy nó sẽ ra là bằng N0 nhân 2 mũ trừ 2T1 chia T. Chú ý ở đây ta có cái biểu thức là 2 mũ A nhân B thì sẽ được tách ra là 2 mũ A tất cả mũ B nha các em. Như vậy ở đây ta sẽ giữ N0 lại, cái số 2 này ta sẽ tách ra thì ta sẽ là 2 mũ trừ T1 chia T tất cả mũ 2. Đó. Là có nghĩa là 2 mũ A tất cả mũ B. Thì ở đây ta thấy là cái mũ bên trong dấu ngoặc là bằng 1 phần 3. Như vậy thầy có thể thay lại là bằng 1 phần 3 bình phương. Như vậy đồng nghĩa với việc số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại sau 2 năm là bằng N0 chia 9. Như vậy ta chọn đáp án là câu C. Câu số 11. Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu một chất X nguyên chất với khối lượng là 4 gram. Thì sau 2 chu kỳ
khối lượng chất ít đã bị phân rã là bao nhiêu. Thì ta lưu ý cái chữ đã bị phân rã được gọi là delta n ha, và ở đây là khối lượng thì ta gọi là delta m ha. Như vậy công thức liên quan giữa delta m với m0 thì ta có thể là tính bằng công thức delta m bằng m0 trừ m, và từ đó ta tính được khối lượng đã phân rã. Như vậy thầy tính khối lượng của hạt nhân ít đã phân rã sau hai chu kỳ như sau: delta m bằng m0 trừ m. Như vậy đây là m0, m0 nhân với 2 mũ trừ t chia t chính là m. Sau đó ta thay số t nhỏ bằng 2t vào trong phương trình thì ta sẽ ra là 1 trừ cho 2 mũ trừ 2. Lưu ý 2 mũ trừ 2 chính là 1 phần của 2 mũ 2, hay còn gọi là 1 phần 4. 1 trừ 1 phần 4 chính là 3 phần 4. À, như vậy là cái delta m sẽ bằng 3 phần 4 của m0. Ta thay m0 bằng 4 gram và ta tính được delta m bằng 3 gram. Như vậy ta chọn đáp án là câu B. Thì mời các em qua câu số 12. Câu số 12, sau khoảng thời gian 1 ngày đêm, 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó là 12 giờ, 8 giờ, 6 giờ và 4 giờ. Như vậy ở đây chúng ta cần đọc lại cái giả thiết đề cho. Đây là một ngày đêm, chính là thời gian T so với cái thời điểm T bằng 0. 87,5% khối lượng ban đầu đã bị phân rã. Đã bị phân rã nghĩa là đã biến đổi thành hạt nhân khác. Như vậy đó là chữ delta M chia cho M0. Như vậy delta M chia M0 thì có bạn thích làm công thức của nó luôn, thế vào tính thì cũng ra. Nhưng mà thường làm vậy thì nó dài, ta nên đưa về M theo M0. Thì nếu ta hình dung là delta M chiếm 87,5% so với M0 thì ta dễ dàng rút ra M so với M0 là chiếm 12,5%. Rồi như vậy giữa M với M0 ta có thể tìm ra được cái mối quan hệ giữa T nhỏ theo T lớn, từ đó em tính được T lớn. Như vậy ta có phần trăm của chất phóng xạ còn lại, nghĩa là chưa bị phân rã, là 12,5%. Như vậy ở đây tỷ lệ theo khối lượng của các cái chất thì cũng tương ứng với tỷ lệ theo số hạt nha các em. Rồi. Như vậy là tỷ lệ theo khối lượng nó sẽ là bằng tỷ lệ theo số hạt và bằng 1 phần 2 mũ T chia T. Và ta đã tính được là bằng 12,5%. Rồi, như vậy ở đây ta sẽ có 12,5% á, nó chính là bằng 1 phần 8. Và 1 phần 8 ta có thể viết lại là 1 phần 2 mũ 3. Như vậy ta thấy hai cái anh này nó bằng nhau. Như vậy thì khi mà hai phân số này bằng nhau thì ta thấy là mẫu nó bằng mẫu. Như vậy 2 mũ T trên T bằng 2 mũ 3 thì T trên T sẽ bằng 3. Hay nói cách khác có nghĩa là T nhỏ bằng 3 chu kỳ. Đề hỏi chu kỳ thì chu kỳ sẽ bằng T nhỏ chia 3. Và ta thấy là một ngày đêm là 24 giờ. Như vậy ta thay là 24 giờ chia 3 là bằng 8 giờ. Đáp án của mình là câu B. Thầy mời các em qua câu số 13. Ở câu số 13 thì chất phóng xạ boloni BO84210 phát ra tia alpha và biến đổi thành hạt nhân chì. Cho chu kỳ bán rã của boloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu boloni nguyên chất. Sau khoảng thời gian T thì tỷ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng boloni còn lại là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân tính theo đơn vị U, ta tính thời gian T để xảy ra quá trình trên. Như vậy thì ta lưu ý ở cái câu này chúng ta cần một cái kiến thức tổng hợp. Thì trong kiến thức tổng hợp thì chúng ta có cái mối quan hệ của tỷ số khối lượng chì và khối lượng của boloni. Rồi. Đầu tiên thì các em cần phải giới thiệu về cái phản ứng phóng xạ boloni 84210 phóng xạ alpha 24 tạo ra hạt nhân chì 82206. Rồi, tiếp theo là chúng ta cần phải liên quan đến cái mối quan hệ giữa số hạt và khối lượng. Thì đề bài này nó cho mình cái mối quan hệ theo khối lượng. Như vậy ta thấy là cái N này nè, nó chính là cái số hạt và khối lượng thì nó liên quan với nhau bằng cái công thức N bằng M chia A nhân NA.
Như vậy ta thấy khối lượng và số hạt là nó tỷ lệ thuận với nhau. Và lưu ý là trong cái tỷ lệ này nó còn liên quan đến cả tích của n nhân với a, còn na là hằng số giống nhau. Như vậy nếu thầy lập tỷ số khối lượng chì chia cho khối lượng bôloni là tỷ số của 2m, ta có thể đưa về tỷ số của n nhân a của hai chất này với nhau. Như vậy thầy dùng cái giả thiết đề cho m chì chia m bôloni thì thầy sẽ thay theo tỷ lệ của n lớn của chì nhân với a chì chia cho n lớn bôloni nhân với a bôloni. Rồi, và chúng ta biết rằng á là cứ một hạt bôloni phân rã thì sẽ tạo ra một hạt chì. Hay nói cách khác, cái số hạt chì tạo thành sẽ bằng số hạt bôloni phân rã. Số hạt chì tạo thành thì ta gọi là n chì. Số hạt bôloni là hạt nhân mẹ phân rã, ta gọi là delta n. Như vậy trong trường hợp này n chì ta thay bằng delta n là nó bằng số hạt bôloni phân rã chia cho n. Và a chì với a bôloni là chúng ta có, ta thay số. Từ đây ta có thể suy ra được là cái tỷ số này bằng 0,6 theo giả thiết của đề bài cho. Như vậy tới đây chúng ta có thể khai triển delta n và n luôn. Ở đây là cái n0 nó triệt tiêu nên là ta viết lại đây là delta n và n sau khi đã triệt tiêu n0. Rồi, ta chuyển vế 210 và 206 qua vế phải. Sau đó chúng ta có thể biến đổi và rút ra được là cái thời gian t của mình sẽ là bằng 0,689 chu kỳ t lớn. Vậy chúng ta sẽ thay t lớn của mình ở đây là bằng 138 ngày và ta tính ra được là sắp xỉ 95 ngày. Ta chọn đáp án là câu A. Rồi, như vậy thì qua các cái bài tập vận dụng vừa rồi thì thầy đã dạy cho các em về cái phần phóng xạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ ôn lại nội dung của hiện tượng phóng xạ. Thì đầu tiên đó chính là định nghĩa của hiện tượng phóng xạ. Thì hiện tượng phóng xạ là quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền. Phản ứng này có thể là tự nhiên hoặc là nhân tạo. Một cái phản ứng phóng xạ thì X được gọi là hạt nhân mẹ. Phóng xạ biến đổi thành Y là hạt nhân con kèm theo tia phóng xạ. Tia phóng xạ có thể là các hạt nhân hoặc là bức xạ điện từ. Về phân loại thì ta phân loại ra làm 3 loại. Thứ nhất là phóng xạ alpha. Đây là cái phương trình của hiện tượng phóng xạ alpha. Hay là phóng xạ beta thì có phóng xạ beta trừ và phóng xạ beta cộng. Và tiếp theo là phóng xạ gamma. Gamma chính là phóng xạ của sóng điện từ. Lưu ý là gamma có cái điện tích là bằng 0, số khối bằng 0, nên trong phóng xạ gamma thì hạt nhân không có bị biến đổi về hạt nhân, chỉ có thay đổi từ trạng thái năng lượng kích thích cao sang trạng thái có năng lượng thấp hơn. Rồi, chúng ta so sánh các cái hạt nhân theo các cái tính ion hóa, đâm xuyên, vận tốc và bị lệch trong điện trường. Rồi, như vậy là khả năng ion hóa nó sẽ tỷ lệ nghịch với cái khả năng đâm xuyên. Còn vận tốc của alpha nhỏ như khoảng 2 × 10^7 m trên giây. Beta thì sắp xỉ tốc độ ánh sáng trong chân không. Còn gamma thì nó chính là sóng điện từ, nó có tốc độ là C bằng 3 × 18 m trên giây trong chân không. Rồi, tia gamma nó là sóng điện từ, nó không mang điện tích cho nó không bị lệch trong điện trường từ trường. Còn alpha và beta mang điện tích nên là điện tích dương thì lệch về bán âm của tụ, còn điện tích âm thì lệch về bán dương của tụ. Về mối quan hệ của các cái chất phóng xạ thì nó tuân theo định luật phóng xạ. Thì trong định luật phóng xạ thì ta biết rằng á, là nó sẽ liên quan đến cái số hạt, liên quan đến khối lượng. Thì đây chính là cái công thức liên quan giữa số hạt của một chất liên quan với khối lượng m. Thì thường chất này A tính bằng gam trên mol nên là M sẽ tính bằng gam. Rồi. Như vậy công thức này cho biết N này chính là cái số hạt nhân của chất mình đang xét ứng với M gam của chất đó. Chu kỳ của một chất phóng xạ liên quan với hằng số phóng xạ lambda theo công thức như thế này. Các cái bài tập của thầy thì thầy thường hay dùng theo công thức 2 mũ T nhỏ chia T lớn.
Như vậy là thầy ít dùng tới lambda, chúng ta có thể chọn lựa công thức để ta dùng thêm lambda cũng được. Mỗi chất phóng xạ sẽ có một cái chu kỳ bán rã hay là hằng số phóng xạ riêng đặc trưng cho chất đó. Và cái hằng số phóng xạ này là con người không có can thiệp được. Ta có các cái biểu thức của cái chất phóng xạ thì ta biết rằng là N này được gọi là số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại. N0 là số hạt nhân của chất phóng xạ ở thời điểm ban đầu. Rồi, như vậy ta có thể tính được số hạt nhân còn lại này ở thời điểm T bằng cách dùng hàm E mũ trừ lambda T hoặc là dùng 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn. Vì số hạt và khối lượng là nó có tỷ lệ với nhau, vì nên ta sẽ có phương trình theo số hạt cũng chính là phương trình tỷ lệ theo khối lượng. Rồi, trong đó delta N được gọi là số hạt nhân đã bị phân rã, nghĩa là đã biến đổi thành hạt nhân mới, thì ta lấy N0 trừ N. Và điều này tương đương với việc là ta tính delta M cũng bằng M0 trừ M. Như vậy thì đây chính là toàn bộ nội dung của chủ đề thứ 9, chủ đề về hiện tượng phóng xạ. Thì trong cái nội dung mà giảm tải của Bộ Giáo dục thì đến phần này chúng ta sẽ kết thúc nội dung. Các phần còn lại trong sách giáo khoa sau cái phần chủ đề chính này là phần chúng ta được giảm tải do chúng ta nghỉ dịch trong cái thời gian dài theo quy định của Bộ Giáo dục. Vì vậy khi các em ôn tập thì các em lựa những cái phần nội dung mà thầy đã dạy để chúng ta xem lại, ôn bài lại cho tốt. Qua cái chủ đề số 9 này thì coi như thầy đã kết thúc cái chủ đề về phần hạt nhân nguyên tử. Vậy thì qua cái chủ đề hạt nhân nguyên tử thì thầy đã giới thiệu cho mình về cấu tạo tính chất hạt nhân, về độ hụt khối, năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng, cũng như là thuyết tương đối hẹp để đưa ra cái mối quan hệ giữa cái khối lượng và năng lượng. Từ đó chúng ta tìm hiểu về các phản ứng hạt nhân, ta tìm hiểu về năng lượng của phản ứng hạt nhân, tỏa hoặc thu, và ta tìm hiểu về các định luật bảo toàn. Và hôm nay chúng ta xét một cái loại phản ứng hạt nhân, đó chính là hiện tượng phóng xạ. Thì trong hiện tượng phóng xạ là các em đã tìm hiểu về cái phần định luật của hiện tượng phóng xạ, các loại tia phóng xạ, và chúng ta đã làm các cái bài tập vận dụng. Thì thầy buổi học hôm nay là kết thúc của cái phần chương trình học kỳ 2. Thì chúc các em sẽ ôn tập tốt mặc dù là chúng ta đang nghỉ dịch, và hẹn gặp lại các em vào một dịp khác. Thầy xin chào các em.